Mình xin chào các bạn Đối với quạt đứng thì mình thích một cây quạt nó vừa nhỏ nhưng mà phải vừa mát Và đặc biệt nó phải là màu trắng Cho nên khi vừa thấy cái quạt chăn hông này trên Shopee Thì mình để ý liền Và cuối cùng thì mình đã đặt mua em nó Tổng giá tiền của em nó sau khi trừ các khoản giảm giá Thì chỉ còn là 304.200 đồng kể cả phí ship Hôm nay thì mình vừa nhận được hàng và chúng ta sẽ khui nó để xem bên trong nó có gì nhé trong cái bọc này là mặt trước và mặt sau của lòng quạt kèm theo cánh quạt và đây là đế của quạt còn đây là trụ đứng của quạt gồm hai đoạn rời nhau chúng ta có thể thay đổi độ cao của quạt bằng cách lắp một đoạn ống hoặc là hai đoạn ống bây giờ thì mình sẽ lắp hai đoạn ống vào nhau các đoạn ống đều có ren bên trong sẵn các bạn cho nên chúng ta chỉ việc là bạn vào nhau thôi tiếp theo mình lắp cái đoạn ống trên vào chân đế cái lồng quạt nhìn rất là đẹp các bạn màu trắng nhỏ xinh độ dài cánh quạt là 2 tấc 8. cho nên cái lồng quạt là chỉ hơn 3 tấc à đây là phần động cơ của quạt bây giờ thì chúng ta sẽ lắp lòng quạt và cánh quạt vào động cơ các chi tiết đều được để trong bọc riêng các bạn đối với động cơ thì họ có bao bọc chống sóc trong một cái hộp giấy riêng nữa các bạn đầu tiên chúng ta sẽ lắp mặt sau của lòng quạt vào phần động cơ trước và sau đó thì sẽ lắp tá cánh quạt mặt trước và mặt sau của lòng quạt được cố định với nhau bởi một cái chốt và một con vít bây giờ thì mình sẽ tháo cái chốt giữ cánh quạt này ra các bạn nhớ là cái bộ phận giữ cánh quạt này nó rất là đặc biệt khi muốn tháo nó ra thì chúng ta phải dặn theo chiều kim đồng hồ còn khi chúng ta muốn chốt nó lại thì là dặn ngược chiều kim đồng hồ chúng ta phải lắp đúng cái lòng quạt này ở phía trên hay là phía dưới nó có cái chốt sẵn đó các bạn các bạn chịu khó quan sát là sẽ nhận ra đây là chỗ hai cái bộ phận nó khớp nhau nè các bạn sau khi đặt lòng quạt vào đúng vị trí thì chúng ta vặn chốt lại các bạn siết bằng tay cho đến khi nào thấy nó cứng thì thôi các bạn phải để cho răng của hai bên nó khớp nhau thì vặn nó mới dễ dàng xong bây giờ chúng ta sẽ lắp tay cánh quạt các bạn cũng để nó vào đúng vị trí và vặn chốt lại. Đối với cái chốt này thì các bạn nhớ là để siết nó lại thì các bạn vặn ngược chiều kim đồng hồ. Bây giờ chúng ta sẽ lắp tay mặt trước của lòng quạt. Chúng ta để cho cái chữ chăn hông nó nằm ngang thì nó sẽ khớp vào đúng vị trí. Sau đó thì vặn con vít ở phía dưới lại. Cuối cùng thì chúng ta lắp phần đầu này vào trụ đứng là xong. Mình cắm điện để test thử nhé. Công tắc của quạt thì nằm ở phía sau này nha các bạn. Số 1 là tốc độ nhẹ nhàng, số 2 là trung bình và số 3 là mạnh nhất. Ở mức số 3 này là đường gió rất mạnh nha các bạn. Mát vô cùng thấy em nó nhỏ nhỏ vậy chứ không phải là dạng vừa đâu tuy nhỏ nhưng mà có vỏ đó để chọn chế độ quạt đứng yên hay xoay 180 độ thì chúng ta điều chỉnh bằng cái nút nó nằm ở phía sau giống như các quạt truyền thống khác như vậy là với 304.000 chúng ta sẽ có một cái quạt đứng màu trắng rất là sang và nhỏ gọn nhưng lượng gió thổi ra lại mạnh mẽ còn bền hay không thì thời gian sẽ trả lời các bạn thân mến phần review về các quạt trang hông của mình đến đây là kết thúc xin cảm ơn các bạn đã xem tạm biệt các bạn bye